chào quý thầy cô, kính chào quý phụ huynh, xin chào các bạn tân cử nhân ngành kinh doanh thương mại, các bạn tân kỹ sư ngành kỹ thuật nhiệt. Mình rất vui được gặp các bạn trong sự kiện trọng đại ngày hôm nay để cùng chứng kiến những khoảnh khắc thật đặc biệt của mỗi chúng ta. Chọn trường đại học là chọn một hành trình và mỗi bạn ở đây đều đã chọn đi một cách riêng trên hành trình của mình dưới mái trường Văn Lang. Và ngày hôm nay, chúng ta đã đến chung một điểm dừng để vinh danh những nỗ lực của chúng ta sau 4-5 năm học. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cổ vũ cho hành trình cố gắng của chúng ta. Cảm ơn các bạn. Mình tên là Phan Nguyễn Hương Giang, thủ khoa tốt nghiệp khóa 24 ngành kinh doanh thương mại. Ngày hôm nay, mình rất vinh dự được có cơ hội đứng đây để kể cho các bạn về hành trình đại học của mình, một hành trình khác biệt nhưng không đơn độc. Các bạn tân khoa ở đây đều đang rất đẹp ở một cái độ tuổi 22. Và với Giang thì ở độ tuổi 22, Giang chỉ vừa mới bắt đầu hành trình của một sinh viên năm nhất. Giang đã từng có khoảng thời gian khoảng 2 năm du học tại Đức, nơi mà Giang có cơ hội để tìm hiểu về nền văn hóa, con người cũng như là nền giáo dục tại đây. Thế nhưng trong những tháng năm ấy, Giang lại chưa tìm thấy được bản thân mình, vẫn loay hoay tìm kiếm xem mình là ai, mình muốn gì và mình cần gì. Và rồi Giang quyết định về Việt Nam, về nhà. Thời điểm đó, Giang 22 tuổi. Ở độ tuổi 22, Giang chỉ vừa mới xác định là bản thân mình sẽ là ai và mình muốn làm gì. 22, Giang lựa chọn kết thúc một chương cũ để bắt đầu một hành trình mới đầy thử thách. Những áp lực về đồng trang lứa, áp lực về thời gian, áp lực về sự thành công là những điều khiến cho Giang hoài nghi về chính bản thân mình. Và mỗi ngày thì Giang luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng là mình không còn nhiều thời gian, mình phải cố gắng và mình... Và mình không được phép phạm sai lầm. Và vượt qua những khó khăn ban đầu thì Giang nhận ra là mình cần một cái môi trường thật sự là năng động, thân thiện và nhiều yêu thương. Đến với Văn Lang là một sự tình cờ. Và sau 4 năm học tập tại đây thì Giang thầm cảm ơn vì sự lựa chọn ngày đó của mình. Xuất phát điểm của Giang thì có đôi phần khác biệt hơn so với các bạn cùng khóa. Do đó Giang ban đầu khó hòa đồng cũng như là hòa nhập với các bạn. Nhưng sau đó Giang chợt nhận ra rằng chính sự khác biệt này của mình là động lực khiến cho mình phải cố gắng hơn. Và xong học kỳ đầu tiên thì Giang đã có cho mình những người bạn mới, những người bạn mà cùng học, cùng chơi, cùng rèn luyện. Mà sau này thì thầy cô hay gọi nhóm chúng mình là một cái nhóm bạn học cùng tiếng. Và dù chúng mình có những khác nhau về tính cách, về quan điểm và về tuổi tác, thế nhưng sau mỗi lần học cùng nhau thì Giang lại có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân mình và trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Trong suốt quá trình học tập tại Văn Lang thì Giang còn có cơ hội để gặp gỡ với những thầy cô tận tụy và rất là nhiệt tình. Với tâm thế học để hiểu thì trong mỗi tiết học, thầy cô luôn khuyến khích chúng mình là tự do trao đổi, tranh luận, phản biện để có thể nắm bắt kiến thức một cách hoàn thiện nhất. Và thầy cô, những người luôn dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và thậm chí là dành thời gian sau giờ học chỉ để giải đáp những cái thắc mắc đó của chúng mình. Và hơn thế nữa, thầy cô cũng là những người đã động viên em trong những lúc mà em cảm thấy mất tự tin nhất. Chẳng đúng. Chặng đường 4 năm vừa qua, có niềm vui, có nỗi buồn, có cả những lần rơi nước mắt vì áp lực, vì thấy bản thân mình chưa thật sự xứng đáng. Nhưng đến cuối cùng thì Văn Lang đã mang lại cho em những kỷ niệm thật đẹp, những điều mà nếu như ở một sự lựa chọn khác thì có lẽ bản thân em đã không bao giờ có được. Như một người cô em yêu quý đã từng nói với em rằng không có gì áp lực, em có nội lực, chỉ thiếu tự tin. Và giờ đây sau khoảng thời gian hoàn thiện bản thân thì mình đã tự tin, đã trở thành một Hương Giang tự tin, bản lĩnh, sống vui vẻ, biết ước mơ và tràn đầy hy vọng. Cảm ơn bản thân Giang ngày đó đã dũng cảm bắt đầu một chương mới của cuộc sống, đã lựa chọn Văn Lang để viết nên những điều đầu tiên thật đẹp. Không có một sự lựa chọn nào là đúng hay sai hoàn toàn, nhưng Giang đã lựa chọn tin vào quyết định của mình.
và nỗ lực hết sức để có cơ hội đứng đây ngày hôm nay để chứng minh được với mọi người rằng Giang đã làm được. Lời cảm ơn sâu sắc nhất thì con xin dành cho ba và mẹ. Những lời con đã ấp ủ suốt 4 năm qua mà chưa dám nói với ba mẹ. Ngày con quyết định trở về, mặc dù mọi người xung quanh còn hoài nghi về sự lựa chọn của con, nhưng ba mẹ đã lựa chọn tin và ủng hộ con. Chính niềm tin, sự tự hào mà ba mẹ dành cho con luôn là động lực để con cố gắng hơn mỗi ngày. Cảm ơn ba mẹ đã luôn tự hào, là chỗ dựa để con được thoải mái làm mọi điều mình muốn. Ngày hôm nay, danh hiệu thủ khoa, tốt nghiệp, đầu ra của ngành là một món quà mà con dành tặng cho ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều.